est dans une ambiance de stress, de tension et d'angoisse. Và quý vị thấy là khi nó bị giết thì nó bị giết hàng loạt và cái sự cái âm thanh nó la ó hay là cái từ trường kinh hãi nó không phải là đơn lẻ mà nó sẽ cộng hưởng lại với nhau rất là lớn khi mà mỗi một cái nơi sát sanh như vậy, một lần sát sanh cả hàng mấy trăm triệu con, chứ không phải chỉ có một vài con là một vài chục con, thì cái từ trường này, cái năng lượng này nó sẽ được cộng hưởng lên rất là lớn. Ils sont tués en série et par milliers, par dizaines de milliers, je n'ose pas dire par millions à chaque fois. Et pendant ces moments-là, les bruits qu'ils dégagent sont atroces pour et dégagent une énergie négative extrêmement néfaste. Thì chúng ta thấy là những cái năng lượng và cái từ trường tiêu cực, căng thẳng, sợ hãi, bất an đó, nó không những là nó đi vào trong máu và thịt của cái con vật. Cette énergie extrêmement néfaste et collective va pénétrer dans le sang et puis dans la chair de l'animal. Mà nó còn lan tỏa ra xung quanh, làm ảnh hưởng và cộng hưởng đến tất cả những cái con vật sống xung quanh nó. Et va être diffusé tout autour, dans le, à l'extérieur, dans la nature, vers les animaux. Ils sont envoyés, diffusés envers, vers les animaux qui sont encore vivants. Ou qui vivent autour. Lấy ví dụ như chúng ta đang ngồi trong hội trường là bình an như vậy, mà có một cái người nào đó bị bất an, căng thẳng, người ta xuất hiện trong hội trường này, thì cái từ trường của người đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người chúng ta, không nhiều thì ít. Donc si une personne ayant des soucis et des problèmes pénètre dans notre salle en criant ou en manifestant une énergie négative, cette énergie non apaisante, cette énergie négative va atteindre l'ensemble des individus qui se trouvent dans la salle. Và cái từ trường này nó lại liên tục được phát tán và truyền đi khắp nơi trong vũ trụ này. Bởi vì càng ngày chúng ta càng có nhiều cái đài ra trạm phát sóng, đài radar, các cái trạm truyền thanh, truyền hình và các cái trạm sóng cho điện thoại di động. Et cette énergie va être envoyée dans l'univers grâce aux ondes, que nous utilisons pour nos radios, pour nos chaînes, pour nos téléphones portables. Ce sont des relais, je dirais, ce sont des relais d'ondes qui permettent d'envoyer ces ondes négatives dans l'univers, donc c'est à très, très grande échelle. Thành ra chúng ta thấy thậm chí thấy những cái vùng trên núi, những cái vùng rất là xa, những cái vùng nông thôn cũng đều có những cái trạm phát sóng đó. Do vậy mà những cái từ trường này nó được lan tỏa, được phủ khắp tất cả mọi nơi. Và từ đó chúng ta thấy không phải những người tiêu thụ cái thịt trực tiếp bị ảnh hưởng, mà kể cả những người không tiêu thụ vẫn bị ảnh hưởng cái từ trường tiêu cực này như thường. Nous remarquons que même dans les endroits les plus reculés, les plus éloignés
de ces fermes d'élevage reçoivent cette énergie négative parce qu'elles elles sont équipées de récepteurs d'ondes. Ces récepteurs d'ondes vont attirer, vont capter les ondes négatives en provenance de ces lieux d'élevage. Vous voyez que le fait que ces animaux ont peur, souffrent et qu'ils dégagent de l'énergie négative, mais c'est pas seulement de l'énergie négative pour les personnes et pour les individus qui en consomment leur viande, mais c'est aussi négatif pour l'environnement plus lointain encore. Tout le monde va absorber cette énergie négative. Và ngay cả quý vị thấy khi cái trứng nó vừa nở ra con gà, nếu như nó là chủng loại gà trứng, gà để lấy trứng, thì những con gà mái được giữ lại, còn những con gà trống sẽ được bị thải vào trong máy nghiền ngay lập tức. Ngược lại, đối với chủng gà để nuôi lấy thịt, thì con nào gà trống được giữ lại và con nào gà mái sẽ bị thải vào máy nghiền ngay lập tức. Thì như vậy, mới một ngày tuổi mà đã vô lượng những con gà bị giết, bị khổ đau. Selon notre demande, les centres d'élevage vont se spécialiser. Et si c'est un centre d'élevage pour les œufs, ils vont garder les poules. Pour les poussins qui naissent, ils vont être sélectionnés et les poules vont être gardées pour en produire des œufs. Et tous les mâles vont être détruits, transformés en poutres à leur naissance. Et inversement, si c'est un centre d'élevage pour la viande, c'est l'inverse. Les mâles sont gardés et les femelles vont être détruites dès leur premier jour de naissance pour être transformées en farine. Và bắt đầu từ cái ngày thứ hai, thứ ba thì nó bị cắt cái mỏ của nó. Nó bị cắt cái mỏ nhỏ của nó đi để cho cái diện tích mỏ của nó trở nên lớn hơn. Et à partir de leur deuxième ou leur troisième jour, leur bec vont être coupés pour augmenter la capacité d'absorption, pour augmenter en fait la bouche, quoi. Le bec. Thì khi mà cái diện tích mỏ của nó lớn hơn thì mỗi một lần nó mổ nó sẽ ăn được nhiều hơn và nó sẽ sản xuất ra thịt hay trứng nhiều hơn. Donc vous voyez, si le bec est plus court et plus large, la quantité d'aliments absorbés va être plus grande. Et donc ça va augmenter, ça va rentabiliser la production de la viande ou des œufs. Và cái việc thứ hai nữa là quý vị biết rằng người ta làm như vậy để phòng không cho nó tấn công, làm tổn hại tự thân nó và tấn công, giết những con gà xung quanh. Mais c'est aussi pour les empêcher de se blesser et de se faire du mal, et empêcher qu'ils attaquent leur prochain, leur congénère. Tại sao nó phải tấn công? Tại sao nó phải tấn công tự thân nó và tấn công những cái con gà xung quanh? Mais pourquoi on se pose la question, pourquoi ils doivent s'attaquer à eux-mêmes ou attaquer les autres? Chúng ta cứ thử tưởng tượng, thử xem khi mình sống trong một cái môi trường chật chội, tù túng, bế tắc, khi mà con người mình nó bị bệnh tật, nó bị rối loạn, thì mình cảm thấy rất là căng thẳng, bực bội, bất an, và mình có khi muốn hủy diệt tự thân mình, hay là mình muốn hủy diệt hết tất cả những người xung quanh.
để tạo cái không gian cho mình, hay là để giải tỏa cái sự bức bách căng thẳng trong con người của mình. Quand un être vit dans de telles conditions, bien sûr, ça va développer une psychologie telle que l'être va avoir envie de se détruire, de disparaître, ou bien, oui, c'est un problème psychologique, donc il souffre tellement qu'il cherche à se détruire, mais il cherche aussi à détruire les voisins, quoi, je dirais, les autres. Thì quý vị thấy nó mổ không những là mổ trụi lông của nó, mà có khi nó mổ tổn thương chính thân của nó và nó giết luôn những cái con gà xung quanh. Il arrive que ils arrachent tous leurs plumes et ils s'attaquent même à leur corps. Ils se blessent et ils se blessent eux-mêmes et après ils tuent, ils blessent et puis ils tuent les autres. Thì chúng ta thấy rằng một lần nữa là cái từ trường này nó cứ liên tục, nó lan tỏa vào trong vũ trụ. Và hiện nay cứ mỗi một ngày như vậy thì chúng ta biết rằng có tối thiểu là 10 tỷ những con này bị giết, và có hàng trăm tỷ những con vật đang sống trong cái điều kiện căng thẳng, sợ hãi liên tục như vậy. Chaque jour, il y a 1 milliard, non? 10 milliards. Chaque jour, il y a 10 milliards d'animaux qui sont tués dans ces conditions. Et il y a 100 milliards d'animaux qui vivent ce stress en attendant leur tour. Imaginez l'énergie, l'importance de l'énergie négative qui s'additionne dans la nature et qui se propage dans la nature. Thành ra lý do tại sao mà càng ngày chúng ta thấy chúng ta trở nên rất là bất an, rất là sợ hãi và bạo động trong tự thân của mình, bạo động với gia đình của mình, và chiến tranh càng ngày càng gia tăng. Ce qui explique notre inquiétude, si on peut dire violence, l'augmentation de l'inquiétude, l'augmentation de la violence, et bien sûr cette atmosphère de guerre que nous vivons actuellement. Ngay cả chúng ta nhìn những cái con bò sữa mà mình thấy rằng nó đi không nổi, nó đứng không được, mà khi mình uống sữa nó thì làm sao mình nói là có nhiều canh xương để cho mình có được chắc xương hay là được khỏe mạnh. Observer ces vaches, elles ne peuvent même pas se tenir de façon stable sur leurs quatre pattes, elles ne peuvent même pas, elles n'ont même pas le droit de se déplacer, Alors, comment voulez-vous que le lait qu'elles produisent va apporter la quantité de calcium nécessaire à nos besoins? Và chúng ta biết rằng trên thế giới người Thụy Sĩ là cái người có được cái sữa tương đối là tốt nhất và sử dụng sản phẩm sữa nhiều nhất thế giới. Nhưng chính người Thụy Sĩ là cái người bị bệnh loãng xương nhiều nhất thế giới. En Suisse, c'est un des pays renommé pour de bonnes conditions d'élevage et d'une qualité de lait exceptionnelle, et
ce sont des plus grands consommateurs de lait dans le monde entier. Mais, paradoxalement, on recense un très grand taux d'ostéoporose. Và không riêng gì chỉ có thịt mới gây bệnh, mà chúng ta biết rằng cái sữa hay là tất cả những sản phẩm sữa là nguyên nhân gây ra rất là nhiều bệnh, ngay cả từ những em bé mới sinh ra khi sử dụng và cái sữa bò. De conclusion, le lait et les produits laitiers entraînent beaucoup de problèmes, de dysfonctionnement pour les personnes ou les enfants ou les bébés qui consomment ces produits. À, chẳng hạn như bị bệnh suyễn, asthma, rồi bị bệnh tiết ra cái chất dịch nhầy, bị bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, bị bệnh dị ứng da, vân vân. Đó là những căn bệnh rất sớm đã xảy ra không những cho trẻ em mà còn cho cả người lớn. Parmi les pathologies créées par l'absorption du lait et des produits laitiers, on peut citer l'asthme, les allergies et les pathologies dans lesquelles on observe une sécrétion excessive de mucus. Et ces pathologies atteignent aussi bien les enfants que les adultes. Và đối với những trẻ em sử dụng sữa thì cái sự dậy thì, cái sự phát triển dậy thì nó sớm hơn và dễ bị những mắc bệnh ung thư của những cái cơ quan sinh sản nhiều hơn. Pour les bébés qui consomment beaucoup de lait et donc pour les jeunes qui continuent de consommer le lait pendant leur jeunesse, on observe une puberté précoce et beaucoup de un taux important de cancer des organes reproducteurs. Và để chống cái tình trạng viêm nhiễm thì kháng sinh được sử dụng ở trong thực phẩm liều rất là cao, có thể từ gấp 10 cho tới gấp 30 lần cái liều của người. Thành ra khi chúng ta sử dụng thịt thì vô tình chúng ta cũng sử dụng cái sản phẩm của kháng sinh đó, và một cái hậu quả là chúng ta bị cái những con vi trùng kháng thuốc. Khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta sử dụng kháng sinh rất là khó để mà trị bệnh các cái bệnh của chúng ta. Pour nous avons vu pour éviter les maladies les infections des animaux on utilise beaucoup d'antibiotiques. Le taux peut atteindre 10 fois plus la normale. Et du coup, inconsciemment, quand nous absorbons, quand nous mangeons de la viande, nous absorbons aussi des antibiotiques dans notre corps. Và cái lượng hormone kích thích tố tăng trưởng và một số những cái nội tiết tố khác được sử dụng rất nhiều. Thành ra chúng ta thấy những người tiêu thụ sữa hay là thịt thì thường là bị những cái bệnh về rối loạn nhịp nội tiết tố, thường là bị những cái bệnh về rối loạn nội tiết tố rất là nhiều. On utilise aussi beaucoup d'hormones de croissance pour ces animaux pour exciter leur croissance. Donc en consommant le lait et la viande en provenance de ces animaux, nous allons involontairement, inconsciemment consommer des substances qui vont déséquilibrer, qui vont faire dysfonctionner nos glandes endocrines. Les maladies qui en découlent de ces troubles endocriniens.
Và một cái rất là phổ thông ngày nay chính là chúng ta biết rằng bởi vì sữa và thịt là những cái chất tiểu nó tạo ra cái chất nhầy rất là nhiều, và những cái chất nhầy đó là những cái mà nó giữ lại ở trong hệ thống đường ống của mình, từ trên miệng cho tới thực quản cho tới trong cái đường ruột của mình ở trong máu. Thành ra chúng ta bị bệnh, từ đó chúng ta bị bệnh viêm nhiễm và cái độc tố nó dính vào đó rất là nhiều. Si nous utilisons la viande et le lait dans notre alimentation, on va augmenter la production de glaire, de mucus, qui vont rester dans le tube digestif et qui vont pénétrer dans la circulation sanguine, d'où augmentation de toxines dans dans ces deux systèmes. Ces deux systèmes vont être intoxiqués, ce qui explique les inflammations, les infections, etc., au niveau de notre organisme. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó thì chúng ta ăn vào ở trên miệng ngày hôm trước thì có khi là trong ngày hay là ngày hôm sau là chúng ta xả ra rồi nha. Chúng ta xả hết tất cả những cặn bã nó ra. Cái người nào mà bị táo bón thì nó cũng chỉ giữ lại chừng 2 đến 3 ngày thôi, chứ nó không giữ lâu. Nhưng mà ngược lại, cái mà còn tồn tại trong con người mình từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ để làm cho mình lớn lên, tức là những cái năng lượng, những cái từ trường, mà những cái từ trường này là những cái từ trường bất an, căng thẳng, sợ hãi, tiêu cực. Le fait de s'alimenter en viande, en lait, en produits, en produits en provenance de ces animaux, ces produits vont être digérés par le corps et vont être éjectés le lendemain. Les éléments nutritifs, je dirais entre guillemets, vont être éjectés 24 heures après, ou pour les personnes constipées, peut-être 2 ou 3 jours après. Par contre, les toxines, c'est-à-dire et l'énergie négative, hein, l'énergie négative dégagée par par les hormones, par les antibiotiques, au niveau de la viande. Oui, c'est ça. Donc tout ce qui est négatif au niveau de ces produits vont être gardés et stockés dans notre corps. Và như hôm trước chúng tôi có thưa với đại chúng cái ví dụ, tức là chúng ta không thấy được cái mặt trái của các loại sản phẩm mà mình tiêu thụ. Et nous avons vu déjà auparavant que en fait nous ne voyons pas les deux aspects d'un phénomène. On ne voit que l'aspect positif, on ne voit pas l'aspect négatif de ce que de notre aliment. Ví dụ như cái chất đạm thì nó cho cái hương vị thơm ngon, cái chất béo thì nó làm cho chúng ta kích thích cái appetite của mình, cũng như nó cung cấp cái calorie rất là cao. Par exemple, les protéines sont attirantes par leur parfum, par leur saveur, et les corps gras sont excitants par leurs calories et par leur pouvoir d'augmenter l'appétit. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mình để một cái miếng mỡ, một miếng thịt, một miếng bánh mì hay là một miếng rau ra thì mình sẽ thấy rằng cái miếng rau và miếng bánh mì
thì nó phải mất rất là lâu ngày để nó mới có thể là mọc mốc hay là sinh ra vi trùng, sinh ra những cái chất độc. Trong khi miếng thịt hay miếng mỡ thì chỉ cần vài giờ sau thôi là nó sinh ra biết bao nhiêu vi trùng, con dòi, khí hôi, khí độc, vân vân. Mais si nous laissons dehors un morceau de gras, un morceau de viande, un morceau de pain, c'est-à-dire de féculent, et un morceau de légumes sur la table, nous pouvons voir que le morceau de pain ou le morceau de légumes pourriront beaucoup plus longtemps, quelques jours après, mais le morceau de gras et le morceau de viande pourrissent presque instantanément, je dirais en quelques heures. Do vậy mà có khi chúng ta tưởng rằng là mình đưa vào cơ thể mình để mình nuôi dưỡng mình, nhưng mà mình cũng không biết rằng cái thực phẩm ngày nay nó đã có quá nhiều cái chất độc hại từ trong cái thức ăn thức uống của con sinh vật, rồi nó có quá nhiều những cái từ trường bất an tiêu cực, thành ra nó làm ô nhiễm con người của mình. Từ cái phần thân vật chất cho tới cái phần thân tâm linh của mình, làm cho mình luôn luôn căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. En mangeant ces produits, nous pensons que ça va nous nourrir, et ça va nous apporter des calories, mais nous avons oublié l'autre aspect de l'aliment, c'est-à-dire ils sont déjà complètement intoxiqués, et nous consommons aussi toutes ces toxines en provenance de ces produits. Il n'y a pas que les toxines physiques et grossières qu'on élimine assez rapidement, mais il y a surtout les énergies négatives que dégagent ces aliments qui, eux, par contre, nous intoxiquent au niveau corporel et au niveau de notre esprit. D'où nous sommes des individus inquiets, on peut devenir aussi violents et. Le dernier truc, c'est on est inquiet, des individus angoissés. Thì như vậy chúng ta thấy không những chúng ta đã làm ô nhiễm tự thân mình, mà chính cái việc nuôi dưỡng sai lầm như vậy cũng đã làm ô nhiễm cái môi trường. Donc cette façon de s'alimenter nous pollue nous-mêmes, nous polluons nous-mêmes. Et nous polluons l'environnement. Ô nhiễm môi trường, lấy ví dụ như chúng ta phải phá rừng nhiều hơn để có đất để chúng ta trồng cỏ, trồng bắp, trồng lúa mì, để nuôi gà, nuôi bò, nuôi heo, vân vân. Non seulement on pollue l'environnement par ces énergies négatives, mais on détruit les forêts, on détruit pour en faire des pâturages pour élever ces animaux. Rồi trong suốt một cái quá trình nuôi dưỡng nó là từ một năm cho tới ba năm, thì cái lượng nước mà chúng ta sử dụng để cho nó sinh hoạt, nó ăn, nó uống, nó tắm rửa, nó rất là hao tốn. Et nous utilisons aussi une quantité gigantesque d'eau pour l'élevage. Và cái chất thải của nó tạo ra, cũng như cái lượng nước mà chúng ta sử dụng, chúng ta thải ra thì rất là nhiều, và nó lại đi vào trong môi trường và trong đất, để rồi nó lại làm ô nhiễm cái không khí và ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước của chúng ta trở lại. Et n'en parlons pas de leur excrétion,
les excrétions vont aller dans la terre et la, encore une fois, la quantité d'eau qu'on doit utiliser pour nettoyer leurs excréments, tout ceci vont aller dans la terre et va polluer la terre. Và nếu chúng ta nhớ không lầm thì như vậy cứ để chúng ta có được 1 kg thịt thì chúng ta phải tiêu tốn ít nhất là vài hecta đồng ruộng và chúng ta phải tiêu tốn ít nhất là 30 gia lông tức là nó gần 120 lít nước. Voici un calcul, un premier calcul de notre utilisation. Pour avoir 1 kg de viande, nous devons utiliser plusieurs hectares de terre pour pouvoir avoir la nourriture nécessaire. Et nous devons utiliser minimum 120 litres d'eau pour avoir 1 kg de viande. Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta đã lạm dụng cái tài nguyên môi trường và chúng ta đã tạo ra cái chất thải để làm ô nhiễm cái môi trường của chúng ta rất là nhiều. Non seulement nous polluons déjà l'environnement en général, mais nous produisons des substances, surtout des excréments, etc., qui pollue encore davantage l'environnement. Và cũng chính vì cái sự lạm dụng súc vật như vậy, thành ra chúng ta mới thấy ngày nay mình có những cái bệnh bò điên hay là cái bệnh lở mồm, lở móng ở heo, cái bệnh cúm gà, cúm vịt, cúm chim, vân vân. Tức là từ đó là một cái sự phát sinh của những cái con virus ở trong môi trường đó, thì như vậy chúng ta đã làm ô nhiễm cái môi trường rất là lớn, làm cho dịch bệnh lan tràn rất là nhanh. Le fait d'utiliser excessivement la viande, de vouloir profiter de cet apport alimentaire en protéines, autrement dit, on transforme les bœufs en vaches folles, on transforme les porcs, les cochons en cochons malades avec des problèmes au niveau, c'est plus, au niveau de leur bouche et des maladies très bizarres. Bon, ici, ça veut dire que leurs bouches sont complètement défigurés, il y a des maladies, des parasites, hein, des champignons, des parasites au niveau de leur bouche et des grippes au niveau de l'alimentation, de l'élevage des volailles, des grippes aviaires. Thành ra chúng ta thấy nếu như mình không có cái nhận thức đúng đắn thì có khi cái việc nuôi dưỡng hàng ngày của mình không đem lại cái sự lợi lạc cho con người của chúng ta, mà vô tình chúng ta đã làm ô nhiễm chính tự thân mình và ô nhiễm cả cái môi trường, cả cái vũ trụ. Si nous n'avons pas une vision juste des choses, nous non seulement on n'en tire aucun bénéfice, mais on va augmenter la pollution de notre organisme et on va augmenter la pollution de l'environnement et de l'univers. Và chúng ta thấy một trong những cái quan trọng nhất mà mình đã học từ ngày hôm qua đến hôm nay, tức là cái nguồn nước. Nước là một cái chất liệu cực kỳ đặc biệt mà nó rất quan trọng cho đời sống của con người chúng ta nói riêng và cả vũ trụ này nói chung. Nous avons vu aussi l'eau, l'origine de l'eau, les propriétés de l'eau, et l'eau est un élément primordial pour non seulement pour nous, mais primordial pour les autres êtres et pour l'univers entier.
Thành ra chúng ta thấy là khi mà mình làm cái môi trường ô nhiễm hay là cái nguồn đất bị ô nhiễm thì cái nước nó sẽ bị ô nhiễm, cho dù khi mà nước nó đã bốc hơi lên trên tầng mây là nước sạch, nhưng mà những cái luồng mây nó bị nhiễm axit hay là nhiễm những cái hóa chất độc, thì khi nó rơi xuống trong không gian thì cái không gian của chúng ta cũng bị ô nhiễm. Thành ra cuối cùng cái nguồn nước khi nó đến tay mình trên mặt đất cũng bị ô nhiễm. Rồi nếu như cái nguồn nước đó nó chảy qua đất, nó được lọc bởi, thay vì nó được lọc bởi những cái cát sỏi, thì bây giờ nó vẫn tiếp nhận những cái phân tử cặn bã chất độc ở trong đất, và thành khi chúng ta khoan cái nguồn nước ở dưới đất lên thì cái nguồn nước ở trong đất cũng bị ô nhiễm. Do vậy mà chúng ta thấy tóm lại là khi cái môi trường ô nhiễm, đất ô nhiễm thì nó sẽ đưa đến cái nguồn nước chúng ta bị ô nhiễm. Même si nous ne polluons pas directement l'eau, et si nous ne polluons que notre terre, l'eau, une fois évaporée, va redescendre et va, à travers l'atmosphère, elle est déjà polluée, et en tombant sur la surface de la terre, elle va prendre toute la pollution de l'eau, de la terre, et quand elle va pénétrer dans les couches profondes de la terre, au niveau des nappes phréatiques, c'est une eau déjà polluée. Donc quand nous récupérons cette eau pour boire, elle est déjà polluée. Và chúng ta biết rằng cái nguồn nước chiếm chủ yếu trong cơ thể chúng ta là não bộ, và cái chức năng, cái tính năng cao cấp nhất của nước là cái tâm linh đó. Do vậy khi mà cái nguồn nước bị ô nhiễm thì cái con người chúng ta ô nhiễm nói chung, nhưng mà cái não bộ, cái ý thức và cái tâm linh của chúng ta bị ô nhiễm nhiều nhất, ảnh hưởng nhiều nhất. La composition de notre corps en eau, nous l'avions vu, est importante. 70% au niveau du corps et 95% au niveau du cerveau. Si nous regardons en arrière la propriété, la propriété extrêmement subtile et élevée de l'eau, c'est sa propriété spirituelle. L'eau a une caractéristique spirituelle. Et si elle est polluée, elle va polluer en même temps non seulement notre corps, mais elle va polluer notre cerveau qui possède 95% d'eau. Donc il y a, je dirais, double pollution. L'eau polluée par son caractère spirituel va polluer le cerveau qui lui a besoin de l'énergie spirituelle. Donc notre cerveau est doublement pollué. Do vậy, nếu chúng ta không muốn con người của mình bị ô nhiễm, bị bệnh tật, bị bất an, chúng ta không muốn môi trường của chúng ta bị ô nhiễm, bị hư hỏng, thì cái chúng ta cần phải chuyển trước hết, tức là phải chuyển cái nhận thức của mình cho đúng đắn. Donc si nous souhaitons avoir un corps en bon état, un environnement sain, il va falloir transformer notre conscience, avoir une conscience, une vision, une perception juste des choses pour... Donc, je pensais qu'il y a la suite, mais non, pour avoir un corps sain, un corps propre, un corps non malade et un environnement sain, il faut avoir une
vision, une conscience juste des phénomènes. Nếu chúng ta không chuyển cái nhận thức của chúng ta cho đúng đắn thì chúng ta thấy là toàn bộ cái tiến trình đó nó cứ lặp lại và nó ảnh hưởng trở lại cái tâm thức của chúng ta. Donc le fait de ne pas avoir une vision juste des choses, cette conscience erronée va revenir, va tourner en rond, va rester et va tourner en rond en nous. Và chúng ta thấy chuyển hóa cái nhận thức đó không phải chỉ riêng cái vấn đề nuôi dưỡng của chúng ta bằng cái thức ăn không thôi, mà còn bằng cách tiêu thụ. Như hồi nãy chúng tôi nói là từ áo quần, đồ đạc trong gia đình, các phương tiện chúng ta sử dụng, nước, giấy, vân vân và vân vân, tất cả mọi cái đều từ ở thiên nhiên tạo ra, và cuối cùng nó cũng sẽ trở về thiên nhiên. Thành ra nếu chúng ta lạm dụng thì chúng ta đã làm tổn hại và làm ô nhiễm cả cái vũ trụ. Pour revenir à nos activités, nous résumons sur nos activités quotidiennes. Le fait de se nourrir, de se vêtir, de l'utilisation de tous les matériels pour nos besoins, c'est tous les produits, aussi bien l'alimentation, les aliments, les vêtements, le matériel dont nous avons besoin, proviennent tous de la nature et ils repartent tous dans la nature. Donc ce qui fait que s'ils sont déjà pollués, si nous ne l'utilisons pas avec une conscience éclairée, nous allons plus les polluer. L'exemple de l'eau, des papiers dans les toilettes et à d'autres exemples de l'utilisation des matériels, nous ne faisons que polluer. Et la pollution va entraîner la pollution qui continue de nous polluer corps et âme. Và chúng ta biết cái cuộc khủng hoảng của thế giới sắp tới và cuộc chiến tranh thế giới sắp tới không phải chỉ để dành những cái kho báu kim cương hoặc xoàn dầu mỏ, mà sẽ là để dành cái nguồn nước sạch. La future crise mondiale n'est pas réservée aux richesses, telles que les origines énergétiques, hein, les futurs conflits, oui, les futurs conflits. Ce n'est pas réservé rien que pour les richesses naturelles que produit la Terre, mais c'est plutôt pour l'eau. C'est la guerre pour l'eau, quoi. Les conflits pour avoir de l'eau propre. Vì vậy, trong cái khóa tu thanh lọc, tịnh hóa thân tâm của chúng ta, thì chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa là chúng ta không phải chỉ tịnh hóa cái thân của mình, mà chúng ta phải làm sao ý thức được và từ từ chuyển hóa những cái nhận thức sai lầm của mình. Và mỗi một người chúng ta đều phải có cái ý thức rất rõ ràng, mình biết rằng cái tầm quan trọng trong cái nhận thức của mình, để từ đó nó đưa đến cái việc nuôi dưỡng mình đúng đắn, bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho cái môi trường, cho vũ trụ. Dans notre session de purification, nous ne cherchons pas seulement à purifier, à nettoyer notre corps physique, mais nous cherchons aussi à transformer notre esprit, notre conscience, dans le but d'avoir une vision
plus juste, plus exact des phénomènes, et de là nous protéger, mais protéger également l'environnement proche et l'univers. Mà chúng ta cũng biết rằng ngày hôm qua mình nói đến là nước nó cũng có một cái tính chất đặc thù nữa, tức là nó có cái tính cộng đồng, tức là nó có cái sự cộng hưởng, ảnh hưởng của cả cộng đồng. Do vậy, không phải chúng ta chỉ có nhiệm vụ chuyển hóa cái nhận thức cho chính tự thân mình, mà chúng ta còn có cái trách nhiệm truyền bá, giúp cho những người xung quanh chúng ta có được cái ý thức, nhận thức đúng đắn trong việc nuôi dưỡng mình, bảo vệ mình và bảo vệ môi trường. Nous avons vu hier à travers ces photos que l'eau a une autre caractéristique, c'est-à-dire elle a le pouvoir de récupérer l'énergie de façon collective, je dirais. D'où notre devoir d'utiliser cette caractéristique collective pour non seulement nous purifier, nous, personnellement, mais aussi aider les autres à se purifier, les proches, et pour que eux aussi puissent développer leur conscience et leur vision juste sur les phénomènes, pour que eux aussi, à leur tour, protègent l'environnement. Và chúng ta nói tất cả loanh quanh mấy ngày hôm nay, cuối cùng nó trở lại chỉ có một cái điểm duy nhất là chúng ta cần phải luôn luôn có mặt và có sự tỉnh giác cho chúng ta trong mọi giây phút, để mọi cái việc sử dụng, tiêu thụ, nuôi dưỡng của chúng ta đều được soi sáng bởi cái nhận thức đúng đắn. Thầy a dit que on a parlé en long et en large, on est revenu sur plusieurs choses, nous avons répété beaucoup de choses qui peuvent se résumer à la présence, à notre présence dans tout ce que nous faisons, à notre éveil dans toutes les activités quotidiennes, à notre pleine conscience dans la vie de tous les jours, pour pouvoir avoir une ouverture et une vision juste des choses. Thì chúng tôi mong rằng đại chúng sẽ làm được điều đó, và cái đời sống của chúng ta trước hết sẽ được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp bởi những cái tế bào máu tròn trịa đầy đặn, di chuyển một cách tự do, thông thoáng, làm được hết tất cả những nhiệm vụ cần thiết của nó. Thầy vous souhaite d'arriver à la réalisation de tout ce que nous avons appris, et que que nous arrivons à avoir un stade ultime, une qualité, une bonne qualité de sang, je dirais, du bon sang, que dans ce sang toutes les hématies, les globules rouges ont une belle forme, sont arrondies, aérées, ouvertes, aérées pour s'ouvrir. Je vous remercie et c'est la pause. Chúng ta để lao 5 phút thôi nha, để chúng ta sẽ đi ra ngoài đi dạo vào về.